Trong bối cảnh các cuộc đụng độ xuyên biên giới diễn ra ngày càng đẫm máu, Israel phát tín hiệu có thể tấn công Hezbollah. Iran cảnh báo Israel sẽ thất bại thảm hại khi phải đối mặt với kẻ thù mạnh hơn Hamas gấp nhiều lần. Trong khi đó, các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn Gaza vẫn tiếp tục diễn ra. Mỹ có động thái chưa từng có nhằm gây sức ép lên Thủ tướng Netanyahu. Khu vực Đông Âu cũng chứng kiến nhiều diễn biến bỏng rát. Tổng thống Putin nêu trường hợp Nga buộc phải sử dụng vũ khí hạt nhân. Lãnh đạo Nga cũng cho biết rằng xung đột Ukraine có thể chấm dứt trong 2 tháng nếu Mỹ đồng ý điều kiện này. Giữa lúc đó, quan chức Washington cảnh báo tàu chiến Nga sắp diễn tập ở sân sau của Mỹ. Một số tin tức đáng chú ý khác. Điện Kremlin cáo buộc Mỹ tống tiền Trung Quốc thực hư như thế nào? Ở bán đảo Triều Tiên, căng thẳng tiếp tục leo thang khi các nhà hoạt động Hàn Quốc không ngừng hành động khiêu khích Bình Nhưỡng. Tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Cộng hòa Séc, nhiều người thương vong. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị khán giả trong chương trình An ninh trật tự thế giới 24 giờ ngay sau đây. Minh Thái kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh trật tự thế giới 24 giờ. Mở đầu chương trình sẽ là những tin tức mới nhất xoay quanh điểm nóng xung đột trên thế giới. Tại Trung Đông, theo Newsweek, Iran cảnh báo rằng nếu Israel mở chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Hezbollah ở Liban, Tel Aviv có thể đối mặt với nguy cơ thất bại thảm hại. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF, Trung tướng Hezi Halevi, nói với các binh sĩ gần biên giới phía Bắc rằng chúng ta đang tiến đến thời điểm phải đưa ra quyết định về một cuộc tấn công ở khu vực phía Bắc, ám chỉ phía Nam Liban. Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc cho rằng Israel hiện vẫn chưa thành công trong cuộc chiến với Hamas nếu Tel Aviv chọn đối đầu với Hezbollah. Lực lượng có tiềm lực quân sự mạnh hơn hẳn Hamas, họ sẽ đối mặt với thất bại nặng nề. Hezbollah là nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia được Iran hậu thuẫn và cũng là một đảng chính trị lớn hoạt động tại Liban. Iran từ lâu đã hậu thuẫn cho Hezbollah. Theo ước tính của IDF, lực lượng này đã tích lũy kho vũ khí lên tới 200.000 tên lửa, cũng như các loại vũ khí khác như máy bay không người lái, súng cối, vũ khí chống tăng và tên lửa dẫn đường. Phái đoàn Iran nhấn mạnh, Hezbollah không mong muốn một cuộc xung đột toàn diện với Israel, nhưng luôn sẵn sàng cho mọi tình huống. Hezbollah có đủ khả năng để tự vệ và bảo vệ Liban một cách độc lập mà không cần sự hỗ trợ từ Tehran. Song song với cuộc xung đột ở dải Gaza, các cuộc đụng độ tại khu vực biên giới giữa lực lượng Hezbollah và Iran vẫn diễn ra đẫm máu. Đến nay, căng thẳng giữa hai bên vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột với quy mô lớn hơn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 5 tháng 6 tuyên bố nước này đã chuẩn bị cho hành động mạnh mẽ hơn ở phía Bắc trong chuyến đi thị sát khu vực biên giới phía Bắc giáp với Liban. Phó thủ lĩnh Hezbollah, ông Seyed Naim Qassam tuyên bố nhóm này không tìm cách leo thang xung đột với Israel nhưng sẵn sàng cho chiến tranh. Nếu Israel muốn tiến hành một cuộc chiến tổng lực, chúng tôi sẵn sàng thực hiện điều đó, ông Naim Qassam khẳng định. Trong khi đó, tại dải Gaza, Reuters đưa tin, vào sáng nay ngày 6 tháng 6, chiến đấu cơ Israel đã tấn công vào một trường học ở trung tâm Gaza. IDF tin rằng Hamas đang ẩn náu khu nhà trong trường. Truyền thông Gaza cho biết cuộc không kích đã giết chết ít nhất 27 dân thường Palestine. Ông Ismail Al-Tawabta, giám đốc văn phòng truyền thông của chính phủ do Hamas điều hành, bác bỏ tuyên bố của Israel cho rằng trường học của Liên Hợp Quốc ở Nuseirat, trung tâm Gaza, là ngụy trang cho một sở chỉ huy của Hamas. Ông Al-Tawabta nói với Reuters, Israel đang dựng lên những câu chuyện sai sự thật để lừa dối dư luận và biện minh cho tội ác tàn bạo mà lực lượng của họ tiến hành. Trước cuộc tấn công của máy bay chiến đấu, quân đội Israel tuyên bố đã thực hiện các bước nhằm giảm nguy cơ gây tổn hại cho dân thường. Các quan chức y tế khu vực cho biết, ít nhất 44 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của quân đội Israel ở trung tâm dải Gaza kể từ hôm 4 tháng 6. Trong khi đó, các cuộc đàm phán đang tiếp tục diễn ra ở thủ đô Doha của Qatar, với sự tham dự của các quan chức Mỹ, Qatar và Ai Cập. Ông Osama Hamdan, thành viên cấp cao Hamas tại Liban, cáo buộc chính phủ Israel đang cố tình kéo dài đàm phán vô tận. Ông cho biết, chính phủ Israel vẫn đưa ra phản hồi chính thức đối với đề xuất ngừng bắn 3 giai đoạn được Tổng thống Biden nêu ra vào cuối tuần qua. Theo ông Hamdan, Israel chỉ muốn ngừng bắn để trao đổi con tin, rồi nối lại chiến dịch quân sự trên toàn dải Gaza. Israel cho biết sẽ không ngừng giao tranh trong lúc diễn ra các cuộc đàm phán ngừng bắn. Liên quan đến kế hoạch ngừng bắn Gaza do Tổng thống Joe Biden đề xuất vào tuần trước, ba quan chức Mỹ nhận định rằng chính quyền Hoa Kỳ đã công khai kế hoạch với mục đích tạo áp lực lên Israel và Hamas.
Các quan chức cho biết Mỹ đã đơn phương công bố kế hoạch ngừng bắn giữa Israel và Hamas mà không báo trước với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Đây là một bước đi bất thường của Mỹ, đồng minh thân cận của Israel, nhưng được cho là có chủ ý nhằm ngăn các bên rút lui khỏi thỏa thuận. Trong nhiều tháng, Mỹ, Ai Cập và Qatar đã cố gắng làm trung gian cho các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu ở dải Gaza, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày 31 tháng 5 đã công bố kế hoạch ngừng bắn 3 giai đoạn nhằm giải quyết xung đột ở Trung Đông. Mỗi giai đoạn kéo dài 6 tuần, giai đoạn đầu tiên kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn. Quân đội Israel rút quân khỏi các khu định cư ở Gaza và Hamas thả các con tin đang bị giam giữ ở Gaza, đổi lấy việc thả hàng trăm tù nhân Palestine trong các nhà tù Israel. Ngoài ra, các bên sẽ bắt đầu đàm phán với lệnh ngừng bắn được duy trì cho đến khi đạt được thỏa thuận. Giai đoạn thứ hai kêu gọi thả tất cả các con tin còn sống sót, bao gồm cả quân nhân. Giai đoạn thứ ba sẽ tập trung vào quá trình tái thiết dải Gaza sau chiến tranh và chuyển giao hài cốt của các con tin Israel thiệt mạng về cho gia đình của họ. Ông Jeremy Suri, giáo sư lịch sử và các vấn đề công tại Đại học Texas nhận định rằng việc chính quyền Biden công khai thỏa thuận và coi rằng đề xuất này dựa trên một thỏa thuận giữa Israel đã đưa ra nhằm tăng khả năng đạt được lệnh ngừng bắn và gây áp lực lên Thủ tướng Netanyahu. Khi được hỏi liệu thông báo của Mỹ có phải là nỗ lực gây áp lực lên Thủ tướng Netanyahu hay không, một quan chức Israel nói rằng không ai có thể ngăn cản Israel tiêu diệt Hamas. Một quan chức giấu tên cho biết quan điểm cho rằng áp lực sẽ khiến Israel hành động trái với lợi ích quốc gia của mình là ngớ ngẩn. Phát biểu trước các phóng viên vào hôm 3 tháng 6, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby phủ nhận việc Washington đang cố gắng gây nhiễu cho giới lãnh đạo Israel. Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Liên Hợp Quốc mới đây đã chỉ trích dự luật vừa được Hạ viện Mỹ thông qua nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tòa án Hình sự Quốc tế ICC sau khi công tố viên trưởng của cơ quan này xin lệnh bắt giữ các quan chức Israel, trong đó có Thủ tướng Benjamin Netanyahu, vi phạm tội ác chiến tranh và chống lại loài người. Trả lời câu hỏi của phóng viên Anadolu tại một cuộc họp báo, ông Stepan Dujarric, phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc, lưu ý: "Chúng tôi luôn thể hiện quan điểm phản đối rõ ràng đối với bất kỳ mối đe dọa hoặc hành vi quấy rối nào nhằm vào các công chức quốc tế, bao gồm cả những người làm việc cho Tòa án Hình sự Quốc tế." Khi được hỏi về phản ứng của Liên Hợp Quốc trước việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt ICC, ông Dujarric nói: "Tôi sẽ để phần giải thích và phân tích cho các nhà báo và chuyên gia như bạn." Dự luật được thông qua vào hôm thứ Ba, ngày 4 tháng 6, với 247 phiếu thuận, 155 phiếu chống, nhằm vào những cá nhân liên quan đến quá trình điều tra, bắt, giam hoặc truy tố bất kỳ cá nhân nào được Mỹ và các đồng minh Mỹ bảo vệ. Dự luật chủ yếu mang tính biểu tượng vì Mỹ không công nhận thẩm quyền của ICC. Tuy nhiên, những quan chức ICC nằm trong danh sách trừng phạt sẽ bị cấm giao dịch tài sản ở Mỹ, cũng như bị chặn, thu hồi thị thực Mỹ. Không chỉ riêng các quan chức Israel gồm Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, công tố viên ICC cũng xin lệnh bắt các thủ lĩnh hàng đầu của Hamas là ông Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh và Mohammed Diab với cáo buộc tương tự. Chuyển sang tình hình bỏng rác ở Đông Âu. Thưa quý vị, Reuters đưa tin, tại cuộc họp báo bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, viết tắt là SBIEF, ngày 5 tháng 6, khi được hỏi về nguy cơ leo thang hạt nhân trong cuộc xung đột ở Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc chủ quyền của đất nước bị đe dọa. Vì lý do nào đó, phương Tây cho rằng chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo học thuyết hạt nhân của Nga, nếu ai đó đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, chúng tôi có thể sử dụng mọi biện pháp theo ý mình. Reuters dẫn lời ông Putin nói hôm 5 tháng 6. Theo học thuyết hạt nhân của Nga được công bố năm 2020, Tổng thống Nga có thể cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm phản ứng trước một cuộc tấn công sử dụng vũ khí hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, hoặc vũ khí thông thường đe dọa sự tồn vong của nhà nước Nga. Tổng thống Putin bác bỏ cáo buộc của phương Tây rằng Nga đã sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời chỉ ra rằng chính Mỹ đã sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Ông Yuri Fentinsky, tác giả cuốn sách Thổi bay nước Nga cho rằng Tổng thống Putin có kế hoạch để thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân chống lại phương Tây mà không khiến chính đất nước của ông ấy bị tiêu diệt. Ông cho biết, sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công Hoa Kỳ từ lãnh thổ Nga sẽ là không khả thi. Sử dụng nó từ lãnh thổ Belarus để tấn công Đông Âu có thể được coi là một động thái chiến thuật đảm bảo sự đầu hàng của châu Âu và chiến thắng trước Hoa Kỳ. Ông Fertensky cũng nói về mạng lưới gián điệp rộng và tinh vi khắp châu Âu của Nga. Ông cho rằng mạng lưới này đang tham gia vào các hoạt động phá hoại ở châu Âu với mục đích đánh giá phản ứng của Vương quốc Anh trước mối đe dọa hạt nhân tiềm tàng từ Belarus.
Vào đầu tháng, Nga và Belarus đã bắt đầu các cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật. Moscow tuyên bố đây là phản ứng trước việc các quan chức phương Tây can dự sâu hơn vào cuộc xung đột Ukraine. Theo kế hoạch, Belarus đã bắt đầu cuộc diễn tập liên quan đến tên lửa và máy bay chiến đấu có khả năng mang vũ khí hạt nhân chiến thuật vào ngày 7 tháng 5, trong khi đó cuộc tập trận của Nga bắt đầu trong tuần này. Cũng tại cuộc họp báo trên, lãnh đạo Nga Putin tiết lộ ông đã nhận được một lá thư từ Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông Putin nhấn mạnh rằng, nếu phương Tây muốn chấm dứt tình trạng khủng hoảng ở Ukraine, hãy ngừng cung cấp vũ khí, sau đó trong 2-3 tháng, xung đột sẽ kết thúc. Chủ nhân Điện Kremlin cảnh báo, việc phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa do họ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga là một bước leo thang nghiêm trọng. Ông nhấn mạnh rằng điều này sẽ kéo phương Tây tham gia trực tiếp vào cuộc chiến chống lại Nga. Khi được hỏi về lời kêu gọi của người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga, Tổng thống Putin cảnh báo việc cho phép Kiev tấn công Nga là một sự leo thang nghiêm trọng. Ông cho rằng những vũ khí như vậy sẽ phải được điều khiển bởi các hệ thống quân nhân phương Tây, đồng nghĩa với việc các nước tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Tổng thống Putin nhấn mạnh, nếu Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật ATACMS của Mỹ hay tên lửa Storm Shadow của Anh có tầm bắn tới 300 km tấn công nước này, Nga sẽ buộc phải đáp trả mạnh hơn. Nếu ai đó có thể cung cấp vũ khí để tấn công lãnh thổ của chúng tôi, thì tại sao chúng tôi không thể làm điều tương tự? Chúng ta có thể phản ứng một cách bất đối xứng, ông Putin nhấn mạnh. Ông cũng cho biết thêm rằng, tổn thất về nhân sự của Ukraine hiện lớn gấp 5 lần của Nga. Theo ước tính của chúng tôi, quân đội Ukraine mất khoảng 50.000 người mỗi tháng. Ông chủ Điện Kremlin lưu ý thêm rằng hiện có hơn 6.400 quân nhân Ukraine đang bị Nga giam giữ như tù binh. Cập nhật diễn biến mới trên chiến trường. Thưa quý vị, vào đầu ngày hôm nay, ngày 6 tháng 6, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã gây cháy lớn tại một nhà máy lọc dầu ở vùng Rostov-on-Don, miền nam nước Nga. Thông tin được AFP dẫn thông báo của giới chức địa phương cho biết. Ông Vasily Golubev, thống đốc vùng Rostov-on-Don cho biết, hàng chục nhân viên cứu hộ đã được điều động khẩn cấp tới nhà máy lọc dầu Novosachtinsk để dập tắt đám cháy bùng phát sau khi cơ sở này bị UAV tập kích. Theo thống đốc, công tác cứu nạn cứu hộ gián đoạn do nhà máy tiếp tục bị tấn công và nhân viên được rút về vị trí an toàn. Trong thông báo trên Telegram, ông Golubev cho biết thêm, đám cháy đã được hạn chế trong diện tích khoảng 100m2, hiện chưa có báo cáo về trường hợp thương vong. Nhà máy Novosachtinsk ở vùng Rostov-on-Don được coi là một trong những nhà máy lọc dầu trọng điểm ở miền nam nước Nga, nằm cách biên giới Ukraine chỉ khoảng 10 km về phía đông. Cơ sở này thường xuyên trở thành mục tiêu bị tấn công. Đại diện của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga và cơ quan khẩn cấp địa phương đã đến hiện trường ngay sau khi nhận được báo cáo về sự việc. Cùng thời điểm, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm khác của Ukraine đã phá hủy một bể chứa tại kho dầu ở Stargry Oskon thuộc vùng biên giới Belgorod. Thống đốc khu vực, ông Vyacheslav Gladkov cho biết đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng và không có thương vong. Ukraine thường không bình luận chi tiết về các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Về phía Ukraine, theo báo cáo của tờ Financial Times, các cuộc không kích của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng nước này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm mất hơn một nửa công suất phát điện. Trước khi xung đột nổ ra hơn 2 năm trước, Ukraine là một trong những quốc gia có năng lực sản xuất điện nội địa lớn nhất châu Âu, tạo ra khoảng 55 GW điện. Tuy nhiên, công suất của Kiev đã giảm mạnh xuống dưới 20 GW khi Nga đặt mục tiêu tấn công nhằm vào các nhà máy điện. Liên minh châu Âu đã cảnh báo về việc Nga phá hủy 9,2 GW nguồn năng lượng của Ukraine kể từ tháng 3. Các cuộc tấn công gần đây tập trung vào các nhà máy điện và cơ sở lưu trữ khí đốt tự nhiên quan trọng, làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng vào mùa đông. Các cuộc tấn công của Nga vào mùa đông năm 2022-2023 chủ yếu nhằm vào mạng lưới phân phối điện của Ukraine. Những hệ thống này có thể được sửa chữa một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, hiện tại Nga chuyển đòn tập kích sang nhà máy nhiệt điện và thủy điện. Các giới chức và chuyên gia Ukraine nhận định những cơ sở này khó có thể được sửa chữa hay tái thiết một cách nhanh chóng. Vào ngày 11 tháng 4, nhà máy nhiệt điện Trypilia, nhà máy lớn nhất Ukraine, cung cấp điện cho ba khu vực, đã mất 100% công suất phát điện sau một cuộc không kích trong đêm của Nga. Nằm cách Kiev 50 km, Trypilia cung cấp năng lượng cho các khu vực của Kiev, Zhytomyr và Cherkasy lân cận, tương đương 8% dân số cả nước. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Hermen Halushenko cho biết, cuộc tấn công của Nga vào ngày 1 tháng 6 đã gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở năng lượng ở 5 khu vực. Hai nhà máy nhiệt điện đã bị hư hại trong vụ tấn công. Đây là cuộc tấn công lớn thứ 6 vào các nhà máy nhiệt điện Dytek kể từ giữa tháng 3. Một quan chức Ukraine giấu tên nói với Kiev Post rằng, nếu không bắt đầu xây nhà máy nhiệt điện mới ngay bây giờ, nước này có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu điện nghiêm trọng khi mùa đông tới vào tháng 11.
Một quan chức Ukraine thừa nhận với tờ Financial Times rằng chúng tôi có thể đối mặt với một mùa đông lạnh lẽo và trong bóng tối. Ông Oleksandr Litvinenko, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, nói với tờ FT rằng mục tiêu của Nga là khiến cuộc sống của người dân Ukraine đảo lộn. Ông vạch ra kế hoạch thiết lập một hệ thống năng lượng phi tập trung dựa vào các nhà máy điện nhỏ có khả năng phục hồi tốt hơn để giảm thiểu khả năng bị tổn thương trước các cuộc tấn công của Nga. Các nước châu Âu đã chuyển 120 chuyến hàng thiết bị để hỗ trợ khôi phục và sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Theo ông Boris Dodonov, người đứng đầu nghiên cứu năng lượng và khí hậu tại trường kinh tế Kiev, ngoài việc tăng cường nhập khẩu điện từ EU và đưa thêm nhiều nhà máy năng lượng chạy bằng khí đốt vào hoạt động, lãnh đạo Ukraine sắp tới có thể phải thực hiện các đợt tăng thuế không được lòng dân. Chính phủ nước này đã tăng gấp đôi giá năng lượng bắt đầu từ tháng 6, mặc dù giá vẫn thấp hơn giá thị trường. Bên cạnh đó, Ukraine đã tăng cường áp dụng công nghệ xanh như tấm pin mặt trời và tuabin gió, những công nghệ rất quan trọng đối với an ninh năng lượng trong tương lai. Tuy nhiên, ông Dodonov thừa nhận vẫn có nhiều thách thức trong việc đảm bảo đầu tư nước ngoài do đất nước có nhiều rủi ro. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước QAnon của Qatar đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cùng tiểu vương Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani thảo luận về cách kết thúc xung đột ở Ukraine trong chuyến thăm mới đây tới nước này. Theo hãng thông tấn QAnon, cuộc thảo luận tập trung vào những diễn biến trong xung đột, bao gồm nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm kết thúc chiến tranh, bảo vệ dân thường và duy trì mọi kênh liên lạc mở để giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại và ngoại giao. Trong cuộc hội đàm tại cung điện Lusail, ông Zelensky cũng đề cập đến những công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine dự kiến diễn ra vào tuần tới ở Thụy Sĩ. QAnon cho biết thêm, thúc đẩy quan hệ Ukraine-Qatar cũng là một trong những trọng tâm thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo. Ông Zelensky cảm ơn tiểu vương và Qatar vì ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cũng như đối với các nghị quyết lên án Nga của Liên Hợp Quốc. Lãnh đạo Ukraine cũng bày tỏ lòng cảm kích trước những nỗ lực của Qatar trong việc đảm bảo hồi hương trẻ em Ukraine được sơ tán đến Nga vì xung đột. Hai bên sẽ tiếp tục hợp tác trong vấn đề này. Gần đây, Tổng thống Zelensky đã tích cực liên lạc và đến thăm nhiều quốc gia nhằm kêu gọi sự ủng hộ rộng rãi, đặc biệt ở Nam Bán Cầu. Đối với hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine được tổ chức vào ngày 15-16 tháng 6 gần thành phố Lausanne, Thụy Sĩ. Theo giới chức Ukraine, hơn 100 quốc gia đã chấp nhận lời mời tham dự hội nghị. Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Ukraine đã tới Trung Quốc hôm thứ Tư, ngày 5 tháng 6, để cố gắng thuyết phục Bắc Kinh cử phái đoàn tới dự sự kiện. Nga coi hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ là vô nghĩa nếu thiếu vắng nước này. Ở một diễn biến khác, thưa quý vị, Reuters đưa tin giới chức Mỹ cho rằng Nga trong mùa hè này sẽ triển khai tàu chiến diễn tập ở vùng Caribe thuộc khu vực được coi là sân sau của Washington. Một quan chức cấp cao của Mỹ hôm 5 tháng 6 tiết lộ rằng Nga đang có kế hoạch điều tàu chiến và máy bay đến diễn tập hải quân ở vùng Caribe. Khu vực Mỹ Latin và vùng Caribe từ lâu được coi là sân sâu địa chính trị của Mỹ. Tuy nhiên, Nga những năm qua cũng tìm cách mở rộng ảnh hưởng đến những khu vực xa xôi để củng cố vị trí là một cường quốc có thể đối phó với Mỹ. Đây là một phần trong đợt diễn tập quân sự thông thường của Nga. Chúng tôi dự đoán rằng vào mùa hè này, Nga sẽ tăng cường các hoạt động hải quân và không quân gần Hoa Kỳ, kết thúc bằng cuộc diễn tập hải quân quy mô toàn cầu vào mùa thu, quan chức này cho biết. Theo ông, đây là những động thái nhằm thể hiện Nga vẫn có khả năng triển khai sức mạnh quân sự khắp thế giới. Dự kiến các chiến hạm sẽ cập cảng Cuba và Venezuela trong mùa hè này. Washington không coi đây là động thái mang tính uy hiếp, song hải quân Mỹ vẫn sẽ triển khai lực lượng giám sát cuộc diễn tập. Quan chức Mỹ cho rằng Nga sẽ tiếp tục những diễn tập trong tương lai, dù việc triển khai này khiến hải quân Nga tiêu tốn nhiều chi phí khi họ phải chật vật để duy trì năng lực sẵn sàng chiến đấu và thường triển khai những tàu chiến cũ kỹ. Reuters đưa tin Điện Kremlin mới đây đã trực tiếp đề cập đến những bình luận của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen rằng Washington không chấp nhận việc Trung Quốc tăng cường xuất khẩu hàng hóa mang công dụng kép sang Nga và sẽ đáp trả bằng biện pháp trừng phạt, mô tả đây là hành vi tống tiền. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý, giọng điệu của Washington hoàn toàn không chấp nhận được và Moscow luôn đồng lòng với Bắc Kinh. Chúng tôi rõ ràng biết các đồng chí Trung Quốc của chúng tôi cũng không thể chấp nhận được ngôn từ, thông điệp, lời lẽ đe dọa, hành vi tống tiền như vậy. Mỹ nhiều lần nhấn mạnh bằng cách cung cấp hàng hóa công dụng kép có thể sử dụng cho mục đích dân sự và quân sự, Trung Quốc đang hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Ông Peskov cho rằng sức mạnh kinh tế của Trung Quốc trên thế giới hiện lớn đến mức ngay cả Mỹ cũng khó lòng nói chuyện với một giọng điệu như vậy. Có lẽ không phải ai trong giới lãnh đạo của Mỹ cũng hiểu điều đó vào thời điểm này, nhưng theo thời gian, họ sẽ nhận thức được. Nga và Trung Quốc đã tăng cường mạnh mẽ thương mại song phương kể từ đầu xung đột Ukraine, khi thương mại của Nga với phương Tây suy giảm do làn sóng trừng phạt.
Theo Reuters, thương mại Trung-Nga đạt 240,1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023, tăng 26% so với một năm trước. Tiếp tục cập nhật diễn biến căng thẳng khác trên thế giới. Mới đây, Mỹ và Liên minh Ngũ Nhãn cảnh báo Trung Quốc đang áp dụng các biện pháp để tuyển dụng các cựu phi công và huấn luyện viên quân sự của phương Tây để đến huấn luyện cho quân đội nước này. Thông tin được Reuters đăng tải. Liên minh Ngũ Nhãn bao gồm Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand được thành lập để chia sẻ các thông tin tình báo. Liên minh Ngũ Nhãn ngày 5 tháng 6 đưa ra cảnh báo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đang sử dụng các công ty tư nhân ở Nam Phi và Trung Quốc để thuê các cựu phi công chiến đấu, kỹ sư bay và nhân viên trung tâm điều hành không quân từ các nước phương Tây để đào tạo phi công của lực lượng không quân và hải quân. Việc tuyển dụng các huấn luyện viên quân sự phương Tây để huấn luyện cho quân đội Trung Quốc có nguy cơ làm leo thang xung đột trong tương lai do làm giảm khả năng răn đe của chúng ta, tuyên bố chung của Liên minh Ngũ Nhãn cho biết. Quân đội Trung Quốc muốn tuyển dụng các người này không chỉ vì kỹ năng và chuyên môn của họ sẽ giúp hoạt động không quân trở nên hiệu quả hơn, mà còn để có được cái nhìn sâu sắc về chiến thuật, kỹ thuật và quy trình trên không của phương Tây, theo báo cáo của Liên minh Ngũ Nhãn. Liên minh nhấn mạnh rằng đây là mối đe dọa đối với an ninh của Mỹ và các đồng minh. Theo thông tin tình báo, Bắc Kinh tiếp cận những cựu nhân sự phương Tây này bằng nhiều cách khác nhau, từ email đến các quan hệ cá nhân. Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Trung Quốc đã thu hút các phi công phương Tây bởi hàng tấn tiền. Theo quan chức này, quân đội Trung Quốc đã tuyển dụng ít nhất 5 cựu phi công từ New Zealand và khoảng 30 người từ Anh, cũng như từ Đức và các nước khác. Năm ngoái, Bộ Thương mại Mỹ đã trừng phạt hơn 10 công ty hoạt động ở Trung Quốc, Kenya, Lào, Malaysia, Singapore, Nam Phi, Thái Lan, Anh và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vì bị nghi ngờ tham gia hỗ trợ việc tuyển dụng quân nhân phương Tây cho Bắc Kinh. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Tình hình bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến động. Reuters cho hay, các tù nhân chính trị đào tẩu khỏi Triều Tiên và các nhà hoạt động ở Hàn Quốc vừa tiếp tục thả bóng bay mang tờ rơi tuyên truyền chống Bình Nhưỡng hướng về phía Bắc vào ngày hôm nay, ngày 6 tháng 6, trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang đáng báo động trên bán đảo. Nhóm người trên cho biết, 10 quả bóng bay chứa khoảng 200.000 tờ rơi, 2.000 đô la Mỹ tiền mặt, cũng như các USB chứa nhạc và phim truyền hình Hàn Quốc đã được thả từ thành phố biên giới Pochon sang Triều Tiên. Trong tuyên bố, nhóm này cũng lên án lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vì không xin lỗi sau khi gửi hàng trăm quả bóng bay chứa rác sang Hàn Quốc, mang lại sự nhục nhã và xấu hổ nhất cho 50 triệu dân của chúng tôi. Hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 6, Triều Tiên thông báo dừng việc thả bóng bay rác thải qua biên giới, song cũng thề sẽ tiếp tục hành động trả đũa này nếu các truyền đơn chống Bình Nhưỡng vẫn được thả từ phía Hàn Quốc sang. Hàn Quốc đã đình chỉ hoàn toàn thỏa thuận giảm căng thẳng liên triều năm 2018, nối lại mọi hoạt động quân sự gần biên giới sau khi nhận hàng tấn rác từ Triều Tiên. Thưa quý vị, khi xung đột địa chính trị leo thang, lãnh đạo các quốc gia có thể trở thành những mục tiêu mà những đối tượng cực đoan nhắm tới. Ở khu vực châu Âu, Thủ tướng Slovakia Robert Fico vừa thông báo ông có thể trở lại làm việc trong tháng này sau khi bị thương bởi vụ ám sát vào ngày 15 tháng 5. Qua một video được đăng tải trên Facebook, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết ông tha thứ cho nghi phạm Juraj Cintula, người đã bắn ông 4 phát đạn. Ông nói, đã đến lúc tôi cần làm một việc, đó là tha thứ. Tôi không cảm thấy căm ghét người làm mặt đã bắn mình. Tôi cũng sẽ không có bất kỳ hành động pháp lý nào đối với ông ấy hoặc khiến ông ấy phải đền bù những gì đã làm. Tôi tha thứ để ông ấy tự nghĩ về những gì đã làm, tại sao phải làm như thế. Tuy nhiên, Thủ tướng Slovakia không tin đây là hành động của kẻ điên cuồng. Ông cho rằng chính môi trường đầy hận thù mà phe đối lập tạo ra ở Slovakia đã truyền cảm hứng cho nghi phạm thực hiện âm mưu ám sát. Ông nhấn mạnh, rõ ràng người tấn công chỉ là sứ giả của cái ác và sự căm ghét chính trị mà phe đối lập ở Slovakia đã nuôi dưỡng. Quan điểm khác biệt của tôi về cuộc chiến của Nga ở Ukraine và các vấn đề khác đã khiến tôi trở thành nạn nhân của vụ nổ súng. Mặc dù vậy, một phép màu nhỏ đã xảy ra và tôi có thể trở lại làm việc sau vài tuần nữa. Từ cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7, nếu mọi thứ tiến triển theo đúng kế hoạch. Được biết, Thủ tướng Slovakia Robert Fico bị bắn 4 phát đạn ở vùng bụng, ngực và chân vào ngày 15 tháng 5 khi ông đang gặp người dân ở thị trấn Hanlova ở miền trung nước này. Ông đã trải qua 2 ca phẫu thuật tại bệnh viện Roosevelt để giành lại mạng sống. Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm 71 tuổi Juraj Cintula khai nhận ông nổ súng vì không đồng tình với chính sách của chính phủ hiện nay, trong đó có việc ngừng gửi viện trợ quân sự cho Ukraine. Ngoài ra, ông Cintula còn cảm thấy bất mãn về việc chính quyền xóa bỏ văn phòng công tố viên đặc biệt và cải tổ cơ quan truyền thông. Theo Reuters, đây là vụ ám sát đầu tiên nhằm vào một chính trị gia cấp cao trong lịch sử Slovakia hiện đại, quốc gia tuyên bố độc lập năm 1993.
Ông Fico từng là thủ tướng Slovakia hai nhiệm kỳ, từ năm 2006 đến năm 2018, trước khi trở lại nắm quyền lãnh đạo vào năm ngoái. Ở một diễn biến khác, Reuters đưa tin một đoàn tàu chở hàng ở thành phố Pardubice của Cộng hòa Séc đã xảy ra va chạm vào cuối ngày thứ Tư, ngày 5 tháng 6, khiến ít nhất 4 người chết và hơn 20 người bị thương. Các cơ quan khẩn cấp cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hơn 20 người bị thương khi một đoàn tàu chở khoảng 300 hành khách va chạm với một đoàn tàu chở hàng ở thành phố Pardubice của Séc vào cuối ngày 5 tháng 6. Bộ trưởng Nội vụ Vít Rakusan cho biết vụ tai nạn xảy ra sau 11 giờ tối ở thành phố Pardubice, dọc hành lang đường sắt chính của đất nước từ Praha về phía đông. Dịch vụ cứu hỏa cho biết hơn 300 hành khách đã có mặt trên tàu. Hàng chục đơn vị cảnh sát, cứu hỏa và cấp cứu đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ sơ tán các toa xe. Đoạn phim sau vụ tai nạn trên trang web tin tức idnes.cz cho thấy ít nhất một toa xe trượt khỏi đường ray. Đài truyền hình Séc dẫn lời người phát ngôn của lực lượng cứu hỏa cho biết đoàn tàu chở hàng trong vụ tai nạn đang chở canxi carbua, một loại hóa chất công nghiệp nguy hiểm, nhưng hai toa xe đầu tiên trống rỗng nên không xảy ra rò rỉ. Bộ trưởng Giao thông Martin Kupka, người đi cùng Bộ trưởng Nội vụ tới hiện trường vụ tai nạn, đã phát biểu với đài truyền hình rằng hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra tai nạn và các cơ quan đang tiến hành điều tra. Lũ lụt đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và ảnh hưởng 4.000 người ở tỉnh Casanes của Colombia. Thông tin được Reuters dẫn thông báo của chính quyền địa phương cho biết. Những trận mưa lớn đã biến nhiều vùng của thảo nguyên rộng lớn thành biển nước, phá hủy mùa màng và đất nông nghiệp. Các cơ quan chức năng đã phải dùng thuyền để đưa viện trợ đến các gia đình bị cô lập sau khi nước lũ làm ngập đường xá và đồng ruộng, tàn phá khu vực phía bắc tỉnh. Người dân địa phương than phiền rằng họ đã mất trắng mùa vụ như chuối, đu đủ và sắn. Quá thật là tồi tệ, quá khó khăn với những nông dân như chúng tôi. Nước đã tràn vào phòng của chúng tôi, điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Giờ đây, nhà của chúng tôi bị ngập lụt hoàn toàn. Thống đốc tỉnh Casanes đã ban bố tình trạng thảm họa thiên tai tại khu vực ảnh hưởng vào hôm thứ Tư, ngày 5 tháng 6. Bây giờ là thời điểm để cư dân toàn tỉnh và các tổ chức đoàn kết vào hỗ trợ tất cả gia đình bị ảnh hưởng. Đây là lúc chúng ta cùng nhau nỗ lực và tìm kiếm các giải pháp trước một vấn đề lịch sử như hiện nay. Viện khí tượng Colombia dự báo sự chuyển đổi từ hình thái El Nino sang La Nina, hai pha nóng và lạnh của hiện tượng tự nhiên ENSO sẽ xảy ra vào tháng 5 và tháng 6. Những trận mưa lớn và bão dự kiến sẽ tiếp diễn ở Colombia do ảnh hưởng của La Nina. Khép lại chương trình với một tin tức về lĩnh vực công nghệ. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo AI đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong quá trình chuyển đổi số ở Đông Nam Á, cũng như nhiều nơi khác trên toàn cầu. AI có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi với các doanh nghiệp trong khu vực. Tuy nhiên, mức độ tin cậy từ một số giải pháp do AI đưa ra, cũng như làm sao để giải pháp không được sử dụng vào mục đích tiêu cực là bài toán không đơn giản. Vì vậy, các nước Đông Nam Á, ASEAN đang tập trung hơn vào khía cạnh này. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đang có những bước đi để ra mắt tài liệu hướng dẫn về quản trị AI, nhất là khía cạnh đạo đức. Đây được coi là bước đi kịp thời và quan trọng. Khi mỗi quốc gia ASEAN phát triển AI theo cách riêng của mình, tài liệu hướng dẫn có thể đặt ra nền tảng chung cho sự hiểu biết và trách nhiệm đạo đức của mỗi bên. Các ứng dụng AI cũng có thể được quản trị dựa trên hiểu biết chung này. Một số ý kiến cho rằng, để giúp các doanh nghiệp tận dụng AI theo cách đáng tin cậy, có trách nhiệm và hạn chế rủi ro, cần một phương pháp toàn diện hơn và mang tính thực tế hơn. Ví dụ các nước nghèo nên được hỗ trợ để đào tạo về cách sử dụng AI trong sản xuất hàng hóa cũng như tăng tương tác quốc tế. Hướng dẫn mà ASEAN đang có kế hoạch phát hành cũng phải thừa nhận rằng không phải tất cả ứng dụng AI đều rủi ro cũng như mức độ rủi ro là khác nhau. Hướng dẫn nên tập trung khai thác tối đa sức mạnh AI mang lại. Điều này hữu ích rất nhiều cho các quốc gia với nền sản xuất còn lạc hậu. Làm được điều đó, ASEAN nên thành lập một nhóm làm việc về AI để hỗ trợ nền quản trị trong khu vực. Dù đang trong kế hoạch, nhưng cũng nên tính đến cả trách nhiệm của nhóm là thúc đẩy việc triển khai ứng dụng xuyên biên giới, kết nối mọi quốc gia với nhau. Trường hợp này sẽ giải được bài toán là cân bằng cơ hội kinh doanh và phát triển kinh tế thông qua AI. Thái Lan, Indonesia và một số thành viên ASEAN khác đã bày tỏ ý định hoàn thiện khuôn khổ về AI, sau đó thông qua thành luật với tính ràng buộc cao. Các nước phương Tây đang đi trước về quản lý AI hiệu quả, nhất là về mặt đạo đức. Tháng 5 năm 2024, EU đã thông qua đạo luật về trí tuệ nhân tạo. Đây là đạo luật toàn diện đầu tiên trên thế giới, có thể đóng vai trò nền tảng trong xây dựng sự đồng thuận toàn cầu về AI. Những chính phủ khác đang theo dõi diễn biến của EU, ASEAN cũng đang muốn bắt kịp. Năm ngoái, Singapore mới ra mắt ứng dụng AI Verify Foundation để tập hợp các nhà phát triển phần mềm, bao gồm cả quốc đầy, nhằm xây dựng công cụ thử nghiệm AI, tiến tới đảm bảo công nghệ này luôn được sử dụng có trách nhiệm.
Singapore đã công bố khung quản trị AI để hỗ trợ việc phát triển các ứng dụng. Theo nhiều chuyên gia, khi tiêu chuẩn quốc tế về AI tiếp tục được phát triển, điều quan trọng với ASEAN là hợp tác chặt chẽ cùng đối tác như Hoa Kỳ, EU hay Trung Quốc nhằm thúc đẩy việc quản trị trên quy mô quốc tế, tiến tới cùng nhau giải quyết các thách thức. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình An ninh Trật tự Thế giới 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.